Bochum và Leverkusen. Sau đây tôi sẽ nhận định về trận đấu giữa Bochum và Leverkusen trong khuôn khổ vòng 33 của Bundesliga 2023-24 diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 13 tháng 5. Sau đây tôi sẽ phân tích về phong độ, phong độ lực lượng và thời dự kiến của hai đội tuyển. Đầu tiên là về phong độ của hai đội. Leverkusen vừa ngờ dòng hòa hai đều trước đối thủ Roma ở trận bán kết đợt về Europa League. Qua đó, họ giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Đối thủ của họ ở trận tranh cúp sẽ là Atalanta. Lúc này, tinh thần tinh thần của các cầu thủ Leverkusen đang rất hưng phấn. Trận hòa với Roma giúp họ lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá châu Âu. 49 trận liên tiếp bất bại tính trên mọi đấu trường. Với quyết tâm nối dài kỷ lục bất bại, Leverkusen sẽ không buông trong trận khả năng khách trên sân của Bochum sắp tới, bất chấp họ đã vô địch Bundesliga sớm 5 vòng. Bochum gần đây thắng hai trận liên tiếp. Bochum gần đây đã thắng 2 trận liên tiếp và có được cho mình những chiến thắng rất là thuyết phục. Tuy nhiên thì họ đã vươn lên vị trí thứ 14 tại bảng xếp hạng tạm dễ thở trong cuộc đua trụ hạng ở Bundesliga mùa này nhưng những kết quả ấy không khỏa lấp được sự yếu kém của thầy trò và lớp ngay trước đó họ đã trải qua mạch 8 trận liền không biết mùi chiến thắng Leverkusen ở thời điểm hiện tại không chỉ xuất sắc trong phòng ngự mà còn sắc sảo trong tấn công trong đó các chân sút như Patrick và Boniface đều có duyên ghi bàn và không lại trừ khả năng họ sẽ dứt điểm tung lưới của Bochum để ca khúc khải hoàn. Qua đó, nối dài kỷ lục bất bại. Càng có lý do để đặt niềm tin vào thầy trò huấn luyện viên Sabi Alonso nếu nhìn vào đối đầu gần đây giữa hai đội. Trong 6 cuộc đụng độ vừa qua, Leverkusen chỉ phải nhận một thất bại, còn lại hòa 1 và thắng 4, bao gồm chiến thắng 4-0 lượt đi mùa này trong ngày tiền đạo xuất trích, lập một hat-trick và người đá cặp Ponevay khi bàn còn lại là thông tin lực lượng hay đội tuyển có tiếp đón Leverkusen với đội hình thiếu vắng nhân sự chủ chốt do chấn thương cụ thể họ mất có Watten, Tonba và Esser lực lượng vốn đã mỏng có sẽ rất khó tìm ra giải pháp để lấp đầy chỗ trống còn phía Leverkusen không có sự vắng mặt đánh trích nào có thể huấn luyện viên Sabi Alonso sẽ cho một vài trụ cột nghỉ ngơi sau khi họ trải qua trận đấu vất vả trước Roma ở bán kết lượt về Europa League. Ở trận đấu này, Leverkusen dự kiến ra sân với đội hình 3-4-2-1 gồm Kova, Stanisic, Tapsoba, Andrik, Arthur, Saka, Blasiot, Hinkap, Witt, Hotman,